Chào các em, rất vui được gặp các em trong các bài giảng về điện tông đồ. Hôm nay tôi sẽ nói về trường hợp của một bệnh nhân nam 53 tuổi. Bệnh nhân đang ngồi chơi ở nhà thì đột ngột người nhà phát hiện là bệnh nhân gồng người, trợn mắt và co giật tay chân. Bệnh nhân được người nhà ép tim, hà hơi thổi ngạt và đưa đến cấp cứu tại bệnh viện. Tại bệnh viện thì bệnh nhân có mạch và huyết áp nhưng rơi vào tình trạng hôn mê nên được chuyển lên ở tuyến trên. Ở tại bệnh viện thì các bác sĩ thần kinh nghi ngờ là bệnh nhân bị động kinh nên cho chụp phim CT scan kiểm tra thì không ghi nhận bất thường. Đối với lại các bác sĩ tim mạch thì nghi ngờ là bệnh nhân bị tình trạng là rối loạn nhịp tim. Do đó bệnh nhân được đo điện tâm đồ để kiểm tra. Khi đọc điện tâm đồ của bệnh nhân thì ta cần phải xem là bệnh nhân có các dấu hiệu của tình trạng rối loạn nhịp hay không. Các rối loạn nhịp có thể làm cho bệnh nhân vô tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở. Đó là các rối loạn nhịp thất hoặc là bệnh nhân có tình trạng nhịp chậm. Ngoài ra, nếu bệnh nhân đã ra ngoài cơn loạn nhịp thì ta xem bệnh nhân có các dấu hiệu khiến bệnh nhân có nguy cơ dễ bị rối loạn nhịp tim hay không. Như là bệnh nhân bị tình trạng ngoại tâm thu thất, đặc biệt là các ngoại tâm thu thất nguy hiểm như là ngoại tâm thất nhịp đôi, nhịp ba. Có 2 đến 3 ngoại tâm thu thất liên tiếp, ngoại tâm thu thất có dạng R trên T, hoặc là bệnh nhân có hội chứng kích thích sớm, hoặc là bệnh nhân có tình trạng là QT kéo dài. Về điện tâm đồ thì ta thấy là nhịp bệnh nhân là nhịp xoang đều và không có ngoại tâm thu xuất hiện. Kế đến là khoảng BR bình thường. Do đó, bệnh nhân không có hội chứng kích thích sớm. Phức bộ QRS có thời gian bình thường. Do đó bệnh nhân không có tình trạng hợp lóc nhánh. Tuy nhiên ở khoảng QT thì ta thấy là khoảng QT có vẻ lớn hơn 50% so với khoảng RR tương ứng. Do đó ta nghi ngờ bệnh nhân có tình trạng là QT kéo dài. Vì vậy ta tính QTC bằng là QT chia cho căn bậc 2 của RR. Ở đây ta đếm ra được là QT là 12,5 ô, trong khi RR ta đếm ra được là 18 ô. Do đó QTC sẽ bằng là 12,5 nhân cho 0,04 chia cho căn bậc 2 của 18 nhân cho 0,04 bằng 0,59 giây. Như vậy, bệnh nhân có QTC bằng 0,59 giây, lớn hơn 0,44 ở nam, vì vậy bệnh nhân có tình trạng là QT kéo dài. Tiếp theo là ta sẽ xem bệnh nhân có tình trạng QT kéo dài là do nguyên nhân gì. Thì QT kéo dài có thể là do bẩm sinh, cũng có thể là do mắc phải. Nguyên nhân mắc phải thường là do bệnh nhân bị rối loạn điện giải như là hạ kali máu hoặc là hạ magie máu. Bệnh nhân có thể dùng một số thuốc gây ra QT kéo dài như là thuốc amiodarone. Ngoài ra, bệnh nhân có thể là bị tình trạng thiếu máu cơ tim hoặc là viêm cơ tim làm cho QT kéo dài. Trên điện tâm đồ này thì ta thấy là có sóng T âm ở các chuyển đạo như là D1, AVL, V2, V3, V4, V5, V6. Trong khi đó sóng T dương ở chuyển đạo D2, D3, AVF. Như vậy thì ta thấy là sóng T âm bất thường này theo vùng. Vì vậy khả năng là bệnh nhân bị thiếu máu cơ tim. Và thiếu máu cơ tim chính là nguyên nhân gây ra QT kéo dài ở bệnh nhân này. Ngoài ra ta cũng có thể kiểm tra xem là ở các chuyển đạo thành sau bệnh nhân có bị tình trạng thiếu máu cơ tim hay không. Thì lúc này ta sẽ đo thêm là V7, V8, V9. Thì ta thấy là các sóng T âm cũng xuất hiện ở các chuyển đạo này. Trên thực tế, sóng T âm ở chuyển đạo V7, V8, V9 thì không có ý nghĩa nhiều về mặt chẩn đoán. Vì trên ca này ta đã thấy rõ các dấu hiệu thiếu máu cơ tim ở các chuyển đạo thành bên và thành trước. Kết luận, đây là một trường hợp bệnh nhân bị ngưng tim, ngưng thở. Có thể là do rối loạn nhịp thất. Nguyên nhân gây ra rối loạn nhịp thất là tình trạng QT kéo dài. Và nguyên nhân gây ra QT kéo dài chính là do bệnh nhân bị thiếu máu cơ tim. Như vậy, phần trình bày của tôi về điện tâm đồ này đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các em trong các video clip tiếp theo.